Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm một món ăn làm từ củ kiệu. Hôm nay mình sẽ làm món củ kiệu xào thập cẩm luôn nha các bạn. Thì để làm món củ kiệu thì ở đây là mình sử dụng khoảng là 200g củ kiệu là được rồi. Thì củ kiệu khi mình mua về á, mình sẽ ngâm với cái nước muối cho nó sạch, ngâm khoảng hơn nửa tiếng á, cho cái kiệu này nó sạch và nó được trắng. Rồi xong cái củ kiệu này nó, các bạn thấy không, khi mình mua về cái củ kiệu này nó còn non nè các bạn. Thì cái rễ của kiệu nó thấy nó trắng và nó non như thế này là mình để nha, mình để cái rễ ngồi mình xào nó rất là ngon, mình ăn trúng cái rễ nó ngon ngon, nó giòn giòn. Thì cái phần rễ này thì mình sẽ giữ lại, nếu già quá thì mình sẽ cắt đi nha. Ngoài cái củ kiệu ra thì ở đây mình sử dụng là củ cà rốt nè, củ cải đỏ, đây là cái bông hẹ. Bông hẹ này thì mình đã cắt cái phần già mình bỏ rồi, mình lấy cái phần non. Rồi cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là mình sử dụng đây là cải nồng. Thì thường các bạn ở Việt Nam thì các bạn dễ tìm thấy cái cải nồng lắm. Cải nồng mình cải có bông như thế này nè, mình ăn nó rất là giòn và nó ngọt. Đặc biệt là nó thơm lắm. Cái cải này nè, nó cứng, nó không có mềm nha các bạn. Nó ngon, nó giòn lắm. Rồi ngoài cải ra thì ở đây mình sử dụng cái hành, cái cần. Cần này cần lá nè các bạn. Thì mình sử dụng cái này chừng ít thôi để cho có mùi thôi chứ không sử dụng nhiều. Ở đây thì mình sử dụng thêm là nấm rơm. Nấm rơm để mình xào cái món này cho nó ngon. Mình thích nấm rơm bởi vì mình ăn trúng nấm rơm nó ngọt, nó ngon. Ở đây thì mình sử dụng chừng khoảng là 100-200g thịt thôi. Thì mình sử dụng ít thịt thôi tại vì mình thích ăn rau nhiều nên mình sử dụng rau nhiều, mình ăn thịt giảm lại ha. Còn nếu các bạn nào thích thịt nhiều thì mình sẽ sử dụng khoảng là 300-400 cũng được. Gia vị để nêm thì có đường, hạt nêm. Ở đây là đặc biệt là mình sử dụng ít cái nước tương. Cái nước tương này hồi mình sẽ ướp vô thịt rất là thơm và ngon. Bây giờ thì mình sẽ ướp thịt trước để cho thịt nó thấm gia vị nha. Mình cho vào trong thịt là ở đây là cái đường, nửa hạt nêm. Nước tương thì ở đây thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê thôi, ít nhỏ thôi, ít thôi. Ở đây mình sử dụng củ hành tím, tỏi, các bạn thích thì mình sử dụng tỏi, mình ướp thịt được luôn. Nước thịt ở đây chừng khoảng 5 đến 10 phút là được rồi. Rồi cái phần nấm rơm này thì mình sẽ chẻ ra làm đôi, nếu lớn quá thì mình sẽ chẻ ra nó làm đôi nha. Rồi đây, sau khi mình sắp xong rồi bắt đầu mình đem đi xào nha. Xào cái món củ kiệu này.
Đây mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối cho muối thường nha, muối đó thì các bạn giảm lên giảm được khoảng ha. Xào khoảng 2 phút mình cho tiếp nguyên liệu vào luôn nha. Rồi sau khi mình xào đây và cái gia vị thì mình nêm thử là nó đã vừa rồi các bạn, đối với mình là nó vừa rồi ha. Thì bắt đầu là mình sẽ cho cải vào trước nha. Tự vào luôn, mình cài cái tự này lên nha. Củ tiểu này mình chẻ ra rồi nó cũng nhanh chút. Bạn thấy là mình xào nó nay nó xẹp xuống ha. Mình cho củ kiệu vô mình xào chừng 3 phút hoặc 4 phút là cái củ kiệu nó chín rồi đó. Chín quá ăn cũng không ngon. Giờ mình sẽ cho cái phần mình cho phần nóng vào. Phần tây vào, mình xin lỗi các bạn, phần tây. Tắt bếp luôn nha. Tại vì cái cần này mình ăn sống được nên mình sẽ không có xào cho nó chín quá. Rồi, giờ mình sẽ nhắc xuống ha. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món củ kiệu xào thập cẩm ngày hôm nay rồi các bạn. Rồi, còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.